Chứ là sư, hôm nay mẹ nghe nói con nhà con lại giận rồi đúng không? À, ngồi sang đấy giận vậy hả? Nói cho mẹ biết đi, làm sao mà con lại giận hả? Ai lại đắc tội với con hả? À, bố, bố làm sao? À, bố lấy thịt hộp, với lấy cơm nữa, cho Huy ăn. Rồi, thấy rồi Huy ăn mà con giận. Ê, rồi, rồi giận kìa, giận thì đáng yêu quá. Nhưng mà Huy đang nuôi con nhỏ, Huy ăn nhiều tí cũng được. À, con không nuôi con nhỏ, con ăn ít cũng được chứ sao? À, vậy, để mẹ lấy cho con ăn hả? Rồi, giờ để mẹ lấy con ăn nha.